chúng ta phải bỏ trốn thật sao? Tại sao chàng không cầu xin hoàng thượng che chở cho mình? Chàng cũng là hoàng huynh của người mà. Ta e rằng hoàng thượng không còn quyền hành gì đâu. Ngài còn quá nhỏ tuổi và đang chịu sự điều hành của thái sư. Ta phải tự bảo vệ mình trước khi gặp được ngài. Đi lên. Nương nương, xin người hãy cho nô tỳ đi theo để chăm sóc người. Chúng ta đi thôi. Dạ. Với tình hình này, nếu chúng ta đi chung thì rất khó rời khỏi hoàng cung. Thì Lan. Dạ. Không. Người hãy mau đưa nương nương và hoàng tôn rời khỏi đây trước. Ta sẽ ở lại ứng phó và rời khỏi đây sau. Dạ, em sẽ không đi nếu không có chàng. Nàng phải sống, nàng phải giữ mạng sống của mình và bảo vệ con của chúng ta nữa. Mau đi đi. Nàng hãy đi đi, ta sẽ tìm gặp nàng sau. Không, em không đi đâu. Thì Lan. Dạ. Đưa nương nương đi đi. Dạ, mình đi thôi nương nương. Nhanh lên. Đâu? Bắt giữ hoàng tử cho ta. Dạ. Ngươi muốn kháng cự hay sao? Giết kháng cho ta. Giơ tay lại. Hoàng thượng. Hoàng huynh, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, xin ngài đừng quá bi lụy. Ngài hãy suy xét cho kỹ. Ngài không thấy đúng như lời thần đã tấu hay sao? Cuối cùng thì kẻ phản bội này cũng tự rơi mặt nạ. Hắn biết mình đã bại lộ âm mưu tạo phản nên muốn bỏ trốn. Ngươi tính đào tẩu đúng không? Ngươi đừng vu khống ta. Ta không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. Để rồi xem. Cấp báo. Khải bẩm hoàng thượng và thái sư, thần đã tìm được thứ này trong phòng của nhất hoàng tử. Đó là thứ gì? Ta chưa hề nhìn thấy. Hoàng thượng, ngài xem đi. Ngài đọc cho kỹ. Đây là mật thư của tướng giặc gửi cho nhất hoàng tử, chiêu dụ hắn cùng với giặc nội công ngoại kích tạo phản, và hứa sẽ đưa hắn lên làm vua và trở thành nước chư hầu của bọn giặc. Ngươi còn giả bộ không biết gì hay sao? Ai là không biết ngươi ôm hận muốn đoạt lại ngôi báo từ hoàng đế của mình? Hoàng huynh, thật không ngờ huynh lại như vậy. Cứ đợi lâu quỷ tạo. Ta không phải là hạng mãi quốc cầu dinh. Hoàng thượng, ta xin người đừng nghe lời tên cổ quan này mà làm lung lạc mình. Hắn sẽ hại chết hoàng thượng đó. Quân. Dạ. Rút kiếm hắn cho ta. Tướng lệnh. Mãi quốc cầu dinh, soán ngôi đoạt vị, phải xử trả. Quân, sao quân lại cấu kết với giặc phản bội đất nước? Hoàng thượng, xin người đừng nghe lời sàm tấu bậy bạ của hắn. Hoàng thượng, tan chứng rành rành, ngài đừng nghe lời dối trá của hắn nữa, mà hãy ra quyết định sáng suốt. Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ đến tình cốt nhục. Thái sư, ta. Hoàng thượng, phép nước phải nghiêm, không thể tha thứ. Không tha thứ được hả? Đúng vậy. Hoàng thượng anh minh, nếu như hoàng thượng không mạnh tay cứ rốt ráo chuyện này để đồn đãi ra ngoài thì còn gì là uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, hắn không hại ngài được lần này thì sẽ có lần khác. Ông hoàng thượng, hãy chứng tỏ uy nghiêm của mình đi. Hoàng thượng, ta không biết gì hết. Thái sư là quyền nhiếp chính, tùy ông định đạt.
Tuấn lĩnh hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngươi nghĩ là ngươi sẽ thoát khỏi tay ta hay sao? Ngươi dám giết ta? Dù sao ta cũng là nhất hoàng tử. Nếu ngươi muốn xử tội ta thì ngươi phải xử tội trước mặt bá quan văn võ. Nếu ngươi giết ta thì làm sao ngươi trả lời được trước mặt bá quan văn võ và hoàng thượng đi? Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng và báo với bá quan văn võ trong triều đình rằng ngươi đã bất tuân thượng lệnh, chống cự và đã có ý đồ bỏ trốn, nên đã bị quân lính giết chết tại chỗ. Người hãy ra lệnh cho Thi Lâm bằng mọi giá phải truy sát cho được mẹ con nương nương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ chưa? Dạ, đúng lệnh. Đi đi, theo ta. Dạ. Cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay ta. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ lúc 19:15 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.